Travis Feedley Hope. Sau một thời gian xa cách, bây giờ là đầu năm mới, là gặp nhau tâm sự xíu không vậy? Được không? Được. Ok. Ok. Nãy giờ cũng tổng kết năm rồi đúng không? Năm 2023 trắng tay, nói chung là trắng tay đi. Trắng tay. Không giúp được gì cho các cháu hết. Không giúp được. Thu không đồng mà chi tới 120 triệu rồi bỏ tan rồi bán nhà rồi. Rồi. Rồi nhưng rồi. Mà bây giờ sau một năm đó, ông Hoài cái đôi lời muốn nói gì không? Nói rồi, nói ra các cháu rồi. Ông Hoài năm vừa rồi, ông Hoài lỡ rồi. Lỡ rồi, trắng tay rồi. Không giúp được à? Không giúp được các cháu. Có lỗi không hay sao? Ông Hoài có lỗi. Có lỗi. Năm nay, ông Hoài quyết tâm. Tâm là gì? Làm lại. Có nghiên cứu được mới. Nghiên cứu cho các cháu đi lên và gỡ lại. Lại, lại. Nói lại tất cả đi. Lấy lại tất cả. Nhưng trong bữa giờ là nhiều người đánh giá ông Hoài thấp lắm nha. Còn bác bỏ. Không bao giờ đánh giá thấp được. Dạ. Năm đúng. Trước ấy thôi, cho năm nay là năm thanh hồ đấy, đúng không vậy? Đúng mà cháu Hùng. Rồi con sức khỏe là con lấy tiền lộn nữa luôn. Rồi bây giờ mình vào bấm là chính như vậy. Không có làm vòng nữa nha. Được. Được không? Được. Đó, bây giờ mình khai đầu đầu năm đi. Chiều nay đây Đà Nẵng, ông Hoài sẽ con xin số ông Hoài một con số đó, anh em khám khảo nha. Ai theo thì không theo, mà ai không theo thì phải hối hận nha, đúng không? Đúng. Rồi chiều nay đại Đà Nẵng, con gì để mà lấy tiền cái đầu năm đi. Đà Nẵng con gì? Con số 97. 97. Đúng rồi. Chắc chắn không? Chắc chắn. Uy tín nha. Ok. Rồi, ý là con này là ông Hoài mới nghĩ ra hay là nằm mơ hay là điềm báo hay là trên trước? Trên trước báo. Lại trên trước báo nào? Báo nào đấy? Hay là báo. Hồi nào? Hầu hôm. Hầu hôm đúng không? Đừng nói mà đúng 12 giờ đêm báo nha. Có không? Có. Có luôn. Rồi. Bây giờ chiều nay là đài này nén. Bật thủ lô là 97. Lấy tiền nha anh em. Lấy tiền. Ai mà không theo thì sao không vậy? Hối hận. Hối hận. Hối hận. Rồi bên đây vậy y tín này. Đây là chắc chắn luôn. Chiều nay là con định con đổi 5 điểm. Nhưng mà bây giờ con tự tin quá. Con chiều nay con xuống 7 điểm luôn. Ok không? Ok. Ok anh vậy. Ha 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 ha